Thi Thiên 120. Trong cơn gian truân, con kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đã đáp lời con. Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu linh hồn con khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Hỡi lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi điều chi, cho thêm ngươi điều gì nữa? Chắc hẳn là mũi tên nhọn của dũng sĩ và than đỏ hực của cây giếng viên. Khốn nạn cho con vì con ngủ trong đất mê xiết và ở dưới các trại cây đa. Linh hồn con phải ở chung quá lâu với kẻ ghét hòa bình. Con muốn hòa bình, nhưng khi nói đến, chúng đòi chiến tranh. Văn thứ nhất, chương 5. Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời. Ai yêu thương Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sinh ra. Bởi điều này, chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời, đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài. Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vân giữ các điều răn của Ngài. Điều răn của Ngài không phải là nặng nề. Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết. Không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết. Chính Thánh Linh làm chứng. Vì Thánh Linh là chân lý, có ba bằng chứng: Thánh Linh, nước và huyết. Cả ba đều hiệp nhất. Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn. Vì đây là lời của Đức Chúa Trời làm chứng về con Ngài. Ai tin con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong chính mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, vì không tin lời mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về con Ngài. Đây là lời chứng. Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều này cho anh em là những người đã tin đến danh con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời. Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài. Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi. Nếu ai thấy anh em mình phạm tội mà tội ấy không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết. Cũng có tội dẫn đến sự chết. Tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội này. Mọi điều không công chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết. Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy, và ma quỷ không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ. Chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta, để chúng ta biết Ngài là Đấng chân thật. Chúng ta ở trong Đấng chân thật, tức là ở trong con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng. Ê-xê-chi-ên chương 47. Kế đó, người ấy dẫn tôi về đến cửa đền thờ, và này, dòng nước chảy ra từ dưới ngưỡng cửa của đền thờ về phía đông. Vì đền thờ xây về hướng đông, dòng nước ấy từ bên phải đền thờ chảy xuống phía nam của bàn thờ. Người ấy đem tôi ra bằng con đường của cổng phía bắc và dẫn tôi đi vòng quanh phía bên ngoài cho đến cổng ngoài hướng về phía đông. Và nước từ phía nam chảy về. Tiến về phía đông, tay cầm một cái dây đo. Người ấy đo được 500 mét và dẫn tôi lội qua nước, nước vừa đến mắt cá. Người ấy lại đo 500 mét và dẫn tôi đi qua nước, nước vừa đến đầu gối. Người ấy lại đo 500 mét nữa và dẫn tôi đi qua nước, nước lên đến ngang hông. Người ấy lại đo 500 mét nữa,
Bây giờ là một con sông mà tôi không thể đi qua được vì nước đã lên cao, mà phải bơi qua. Đó là một con sông mà người ta không thể đi qua được. Bây giờ người ấy bảo tôi, hỡi con người, ngươi có thấy không? Rồi người ấy đem tôi trở lại nơi bờ sông. Khi đến đó rồi, này, hai bên bờ sông có rất nhiều cây. Người ấy bảo tôi, dòng nước này chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng và chảy về biển. Và khi đã chảy về biển thì nước biển trở nên ngọt. Bất cứ nơi nào mà sông ấy chảy đến thì mọi sinh vật, tức là sinh vật sống động trong nước, đều sẽ được sống. Và ở đó sẽ có rất nhiều loài cá. Nước ấy chảy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt. Và nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Những người đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy. Từ En-Gedi cho đến En-Elaim sẽ là nơi để giăng lưới. Ở đó có nhiều loại cá giống như cá ở biển lớn vậy. Nhưng các đầm lầy của nó sẽ không trở nên ngọt mà dùng làm ruộng muối. Trên bờ sông ấy, bên này và bên kia sẽ sinh đủ loại cây ăn trái. Lá chúng không hề héo và trái chúng không hề dứt. Mỗi tháng chúng sẽ sinh ra trái mới, vì nước chảy ra từ nơi thánh tưới cho chúng. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Chúa Giê-hô-va phán, này là ranh giới của vùng đất mà các ngươi sẽ chia cho 12 bộ tộc Israel làm sản nghiệp. Joseph sẽ được hai phần. Các ngươi sẽ chia nhau làm sản nghiệp, vì ta đã thề sẽ ban đất này cho tổ phụ các ngươi, và các ngươi sẽ được đất ấy làm sản nghiệp. Đây là ranh giới của đất. Về phía bắc, từ biển lớn theo con đường Hetlon cho đến đường dẫn đến Sedat, Hamat, Berot và Sibraim, biên giới giữa Damat và Hamat, Hatshe-Hatikon, tức biên giới của Havaran. Biên giới này chạy dài từ biển đến Hatsa-Enon, đến biên giới phía bắc của Damat và đến biên giới Hamat phía bắc. Phía đông chạy dài từ giữa Havaran, Damat, Galaad và đất Israel, dọc theo sông Jordan. Các ngươi hãy đo phần đất từ biên giới phía bắc cho đến biển phía đông, đó là biên giới phía đông. Phía nam chạy từ Thama cho đến sông Meriba tại Kadea, đến tận khe Ai Cập cho đến biển lớn, đó là biên giới phía nam. Phía tây sẽ là biển lớn, từ biên giới phía nam cho đến lối vào Hamat, đây là biên giới phía tây. Các ngươi phải chia đất này cho nhau theo từng bộ tộc Israel. Các ngươi phải bắt thăm để chia sản nghiệp cho chính các ngươi và cho những người ngoại cư ngụ giữa các ngươi và sinh con cái giữa các ngươi. Các ngươi sẽ coi họ như những người dân sinh trưởng tại Israel. Họ cũng được phân chia sản nghiệp giữa các bộ tộc Israel. Người ngoại cư ngụ trong bộ tộc nào thì các ngươi sẽ lấy sản nghiệp ở đó mà cấp cho họ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ê-xê-chi-ên chương 48. Đây là tên các bộ tộc. Phần đất từ phía cực bắc chạy dài từ Hetlon cho đến đường vào Hamat, đến tận Hatsa-Enon là biên giới của Damat với Hamat. Trải dài từ phía đông sang phía tây là phần đất thuộc về Dan. Tiếp giáp với địa phận Dan, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần đất của Aser. Tiếp giáp với địa phận Aser, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần đất của Nephtali. Tiếp giáp với địa phận Nephtali, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần đất của Manasseh. Tiếp giáp với địa phận của Manasseh từ phía đông đến phía tây sẽ là phần đất của Ephraim. Tiếp giáp với địa phận của Ephraim từ phía đông đến phía tây sẽ là phần đất của Ruben. Tiếp giáp với địa phận của Ruben từ phía đông đến phía tây sẽ là phần đất của Judah. Tiếp giáp với địa phận của Judah từ phía đông đến phía tây sẽ là phần đất mà các ngươi sẽ biệt riêng. Phần đất ấy sẽ là 12.500 mét chiều ngang và chiều dài từ đông sang tây bằng một phần của các bộ tộc. Nơi thánh sẽ ở giữa phần đất ấy. Phần đất mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va có chiều dài 12.500 mét và chiều ngang 5.000 mét. Phần đất thánh sẽ dành cho các thầy tế lễ có 12.500 mét chiều dài về phía bắc, 5.000 mét chiều ngang về phía tây, 5.000 mét
về phía đông và 12.500m chiều dài về phía nam. Nơi thánh của Đức Giê-hô-va sẽ ở chính giữa. Phần đất ấy sẽ dành cho các thầy tế lễ đã được biệt ra thánh, tức là cho các con trai của Sa-đốc là những người phục vụ trong nơi thánh ta. Họ không làm lạc như người Lê-vi trong lúc con cái Israel làm lạc. Họ sẽ có một phần đặc biệt lấy ra từ phần đất thánh, là phần rất thánh tiếp giáp với địa phận người Lê-vi. Người Lê-vi sẽ bắt thăm phần dọc theo địa phận của thầy tế lễ, gồm 12.500m chiều dài và 5.000m chiều ngang. Tổng cộng chiều dài là 12.500m và chiều ngang là 5.000m. Phần đất ấy họ sẽ không được bán, không được đổi, không được nhượng trái đầu mùa của đất ấy cho người khác, vì nó đã biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Phần còn lại, 2.500m chiều ngang, 12.500m chiều dài, làm đất sử dụng chung cho thành phố để làm nhà ở và làm đồng cỏ. Thành phố sẽ ở chính giữa, kích thước của nó như sau: phía bắc 2.250m, phía nam 2.250m, phía đông 2.250m, phía tây 2.250m. Đồng cỏ của thành phố về phía bắc sẽ có 125m, phía nam có 125m, phía đông 125m và phía tây 125m. Về vùng đất còn lại dọc theo phần đất thánh sẽ là 5.000m phía đông và 5.000m phía tây, tức là bề dài của phần đất thánh ấy sẽ làm nơi cung cấp hoa lại dùng làm thực phẩm cho những người làm việc trong thành. Những người làm việc trong thành gồm tất cả các bộ tộc Israel sẽ cày cấy phần đất ấy. Tổng diện tích của phần đất biệt riêng gồm 12.500m chiều dài, 12.500m chiều ngang. Các ngươi phải dâng phần đất thánh ấy làm tài sản thành phố. Phần đất còn lại ở hai bên đất thánh và địa phận thành phố sẽ thuộc về vua. Nó trải dài về phía đông từ 12.500m của phần đất thánh cho đến biên giới phía đông, và về phía tây từ 12.500m cho đến biên giới phía tây, dọc theo các phần đất của các bộ tộc. Nó sẽ thuộc về vua. Còn phần đất thánh dùng với nơi thánh của đền thờ sẽ ở chính giữa. Như vậy, trừ phần sản nghiệp của người Lê-vi và địa phận thành phố, thì phần của vua sẽ ở giữa địa phận Giu-đa và địa phận Benjamin. Về phần các bộ tộc còn lại, từ đông sang tây là phần đất dành cho Benjamin, tiếp giáp với địa phận Benjamin. Từ đông sang tây là phần dành cho Simeon, tiếp giáp với địa phận Simeon. Từ đông sang tây là phần đất dành cho Issachar, tiếp giáp với địa phận Issachar. Từ đông sang tây là phần đất dành cho Sabulon, tiếp giáp với địa phận Sabulon. Từ đông sang tây là phần đất dành cho Gad, và biên giới phía nam Gad sẽ chạy dài từ phía nam, từ Thama đến sông Meriba ở Kadesh, đến suối Ai Cập cho đến biển lớn. Đây là đất mà các ngươi sẽ bắt thăm để chia cho các bộ tộc Israel làm sản nghiệp và là phần của họ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đây là những lối ra của thành phố về phía bắc, đo được 2.250m. Những cổng thành sẽ đặt tên theo các bộ tộc Israel. Phía bắc ba cổng: cổng Ruben, cổng Giu-đa và cổng Lê-vi. Phía đông đo được 2.250m và có ba cổng: cổng Joseph, cổng Benjamin và cổng Dan. Phía nam đo được 2.250m và có ba cổng: cổng Simeon, cổng Issachar và cổng Sabulon. Phía tây đo được 2.250m và có ba cổng: cổng Gad, cổng Asa và cổng Nephtali. Chu vi thành sẽ có 9.000m, và từ nay về sau tên của thành sẽ là Đức Giê-hô-va ngự tại đó.